ta có ba trận đấu, hãy chọn người mà mình ghét nhất. Em đấu đầu tiên cùng với anh Trương Thế Vinh. Anh đã sẵn sàng rồi em. Mời. Rồi, về chỗ. Ủa, nhưng mà chơi cái liệt kê hay gì vậy? Liệt kê. Một, hai, ba, ba. Trời ơi, thắng là thắng giải trước rồi đó. Thắng được. Ngốc nghếch. Ngờ nghếch. Thắng được liệt kê trước. Anh Giang, anh Giang, xin anh, xin anh. Đừng địa lý, đừng đời sống gia đình, đừng bài nhạc. Vậy thôi, đừng, đừng, đừng thi. Còn lại cái gì cũng được, động rồi. Thực vật đi. Động thực vật hả? Dạ. Địa lý bạn ơi. Kể tên các loài cá có vảy. Cá chép. Cá trầu. Cá bông mú. Đúng. Cá thu. Thu có vảy nhỏ mà. Có vảy. À, con cá trích. Nhiều vảy. Cá giết. Cá giết là quá trời vậy. Cá giết là cái gì vậy? Anh biết, cá giết là cá bóng. Bóng. Năm. Cá bóng. Bả trầu. Bả trầu. Cá đù. Cá nục. Cá nục có chứ anh. Cá nục có anh, có vảy. Có vảy. Có vảy nhưng mà ít, hơi ít. Con nhỏ, gì, đuôi, con gì? Ở phần đuôi. Có thôi. Cá nục, phần đuôi nó có vảy nhỏ. Vậy cá đục. Cá đục được quá trời vậy luôn. Cá mối. Cá mối, nhiều vậy luôn, mối ăn. 5, 4, Con cá sapa, ấy không, ừ, đúng, không phải, không phải, con cá hồi. Cá hồi. Cá coi. Cá rô. Có luôn. Đúng rồi, mấy con cá sông, cá đồng rồi đó. Cá bảy màu. Có vảy, có vảy. Có vảy, có. Vảy á nha, vảy á. Vảy chứ không phải là cái vây đâu nha. Cá ba đuôi. Có. Cá xiêm. Cá xiêm, cá xiêm là cá ly thia hả? Cá đá mà, cá, hai con cá đá nhau á, cá xiêm là cá ly thia đúng không? Có vảy không? Vảy. Có. 5. Ê! Thúy Ngân nhắc kìa. Cá sấu. Cá sấu. Thúy Ngân mới nhắc kìa. Không có nhắc cá sấu. Cá sấu không có vậy, cái sấu gọi là da. Đúng. Vô. Ai nhắc cá sấu vậy? Ai nhắc? Cá sông có đồng rồi đó. Cá lóc có vậy mà. Cá lóc có chứ không có. Có cá trê mới không có vảy thôi. Hồi nãy là Vinh nói là cá trầu là một loại cá nó gần giống như cá lóc ở miền Trung rất là nhiều. Như vậy cái là linh. Như vậy cái là linh. Hả? Hết rồi. Ai nhắc cá sấu em vậy? Khán giả nhắc cá sấu. Đó là những con cá sấu. Lại là khán giả. Câu đầu tiên là Vinh thắng. Câu tiếp theo. Cái đó là da mà sao mà đi nói vảy được hay thiệt. Quả tu si. 1, 2, 3. Thắng làm gì? Ai thắng? Em. Phải thắng. Em thắng. Dòng này em sẽ thắng. Kể tên các loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Rồi. Cái hồng. Cái hồng mất mới gì bỏ? Đó, cho một cơ hội. Phải bỏ vỏ. Mít. Mít. Sầu riêng. Sầu riêng. Trời. Trái mây. Trái mây. Mới ăn qua. Đúng rồi. Trái dừa. Đúng rồi, trái dừa phải bỏ chứ. Trái bần bần. Đúng rồi. Trái 5 4 Sambuche. 5. Ủa Sambuche. Đúng rồi. 4 3 nhắc. Trái bưởi. Bưởi. Ê, trái bưởi, vỏ bưởi ăn chè được mà. Không có được, hồi nãy em nói rồi, không có được. Trái chanh. 5 Chanh anh bỏ được mà. Trái chanh chơi, chanh dây. 3 Chanh dây bỏ vỏ. 5 Nhắc luôn. Trái. Ủa nhắc được không? Nhắc được. Chôm. 5 Ủa nhắc được hả? Chôm. 3 À, em biết rồi. Nhắc được kìa. Trái cốc. Trái cốc ăn bỏ mà. Em còn biết một trái nữa. Trái gì? Cái nhãn, cái vải. Đúng rồi. Thanh long, đúng. Thanh long, nhiều lắm ha. What to see? 1, 2 Thắng làm gì? Để rồi nơi anh ra đi. Cái này không nói nha, riêng câu này không nói nha. Liệt kê các tiếng kêu của các loài động vật. Ép. Hả? Ép. Con nào kêu ép? Heo ép. Nó bị cắt tiếng. Nó kêu ủn ỉn. Con nào kêu ủn ỉn? Tức là vậy nè, tức là Ngọc đang gọi là đang tường thuật lại chứ không có tạo ra tiếng kêu.
phải là em kêu ét ét là không được thì phải làm y chang á. Meo meo ru ru giống ha. Chip 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 chip. À, gà con. Gà trống. Nói gì nữa? À, con gì vậy? Gà mái. Ồ, ba tiếng sau mới tát. Bò. Còn mà. Sư tử. Sư tử. Sư tử nữa. Không nha, sao làm sao mà phải để người ta đoán được nha. Đúng rồi. Nhưng vậy sư tử kêu sao? Nó phải mạnh mẽ hơn. Em không thấy mạnh mẽ. Bò. Không được. Có ra cái dáng là được rồi. Bò. Y như con bò. Chuột. Bốn. Năm. Bốn. Ba. Hai. Cặp. À, giờ. Năm. Bốn. Ngân nhắc. Ba. Hai. Con chó sói á. Con chó sói á. Không phải mà con chó sói. Sai rồi, chó sói là gì nè. Vô. Chó sói mà. Tại vì á. Chị Ngọc, con khỉ nữa. Không có con chó sói mà. Nó đứng ở trên vậy nè. Thật ra là nó mình là làm á, nó phải được 87-80 chứ mình làm nó không ra được 50 thì đâu được. Hồi nãy em là nãy em đâu làm gì đâu. Trời nè em mà. Câu tiếp theo. Chấp nhận cho em con chó sói đi chơi. À, câu thắng rồi anh. Ủa thắng rồi hả? Ừ. Anh lượt đầu tiên Chu Thế Bình chiến thắng. Chúc mừng. Còn một con nè. Tắc kè. Con nữa nè. Anh hỏi em mấy câu giống vậy luôn nha anh Giang. Ok. Thằng lằn kêu sao? Cái con khỉ đó. Đang đọc hả? 12 con giáp tí sủi dần mẹo thình. Thình. Con thình kêu sao? Con thình kêu sao? Tiến lực vô. Con rắn nó nè. Con rắn nào mà kêu vậy Ngọc? Đúng rồi, rắn nó lè luôn. Bà điên quá bà ơi. Đó. Đúng rồi. Chứ nó nào kêu. Mặt con luôn mất cười. Con vợ nghe sao được? Tiền đâu. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 1, 2, 3. Thắng được quyền liệt kê trước. Kể tên các loại đậu ăn được. Đậu xanh. Đậu nành. Đậu đỏ. Cái này thì anh Luật chết rồi. Chết chứ ngon rồi. Đậu trắng. Đậu đen. Đậu ngự. 5. Đậu ngự. 4. Ông. 3. Ông. 2. Đậu phộng. Mời nhắc không? Em xung lưng lên. Em đang làm. Né ra. Nè mà. Gần né ra. Mời xung lưng vô đây. Không mặc áo mưa. Phộng. Thôi khoan. Em trả lời lại. Phộng. Đâu đâu đổi từ khác kìa. Ngồi xuống. Vô. Rồi đi ra. Ủa? Chứ không có chơi hả? Ngọc nhắc liên tục. Lượt vừa rồi tiến lượt thắng. Oh yeah. 1, 2, 3. Ai thắng? Bên đó thắng. Hay quá. Không sao Ngân. Kể tên các tỉnh. Kể tên các tỉnh. Đừng. Anh cho em đừng. Đúng rồi anh Giang, chơi đi anh. Địa lý, đừng có địa lý. Cái gì vui thôi. Qua. Trời ơi. Thôi kẹn đâu, thử làm giống như Ngọc coi. Anh Giang. Chưa anh suối thì chơi không biết nữa. Anh cho anh thua luôn bây giờ. Kể tên các nghệ sĩ. Ok không? Dạ ok ok. Chết anh Luật rồi. Bên nước áo. Nói giỡn thôi. Kể tên các nghệ sĩ mà trong tên có tên của một quốc gia. 5 4 3 Xuân Tiền. Xuân Tiền. 2 Ủa quốc gia hả? 1 Luật phải có.
5 4 3 2 Anh Quốc. Anh Quốc. Anh Quốc là nghệ sĩ nào? Quốc Anh chứ Anh Quốc gì? Nguyễn Trần Anh Quốc gì đó. Nguyễn Trần Anh Quốc gì đó. Tôi nhớ mà. À, hai, vô. Không sao, câu này quề Ngân ơi. Câu quề rồi. Câu này quề nhưng mà vẫn bị phạt. Ca sĩ Mỹ Lệ, Đức Phúc nè, Tăng Phúc. Tăng Phúc nè. Tăng Phúc là gì? Không phải lộn. Trời ơi, tôi nhớ Quốc Anh. Ê, Anh Quốc mà có mà ta. À, quên lộn, Anh Hữu Quốc. À, quên lộn, Anh Hữu Quốc. Quả tư si. 2, 3, Thắng. Anh Thắng hay quá, anh Thắng 3 lần luôn á. Kể tên các loại mắm. Mắm chân. Mắm ruốc. Mắm kho. Mắm nêm. Mắm cá linh. Mắm cá sạc. Mắm cá lóc. Mắm cá thù. 5 Mắm 4 Cá rô. Cá rô. Cá rô đồng. Cá rô với cá tre người ta là hay làm mắm bò hóc, nhớ chưa? Dạ. Là rồi, sai rồi anh. Sai rồi. Đúng rồi, chứ không có mắm cá rô riêng. Đúng rồi. Rồi. Thì bây mắm giờ... bò hóc nha, thôi kệ qua cái đi. Ngân, mắm bò hóc. Mắm bò hóc. Có mắm cá rô. Mắm bò hóc. Ủa, lấy luôn hả? Mắm cánh đục có không? Đó. Mắm cánh đục. Nhà anh nhiều lắm. Ngân. 5 4 Mới ăn đó. Mắm cá chép. Mắm cá chép. Mắm cá chép là chép hả? Mắm cá chép. Mắm cá chép. Không không không. Mắm tép. 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 Ông nghe mình nói gì chết tép. Hết giờ rồi. Mắm tép. Như vậy là ở lượt này Thúy Ngân thắng. Yeah. Thì nguyên cái lượt này là coi như hề. Rồi xin cảm ơn. Nữa sao cứ tới em lại áp lực vậy? Ở lượt này là bắt buộc phải thắng thì mình mới hề ở trò chơi này. Còn đúng rồi. Quê là coi như mình thua nha. Chắc chắc nha. Quán tôi gì? 1, 2, 3, thắng. Cái bên mình thắng, còn lúc cần thắng thì không thắng. Không sao. Không sao, cần kể thôi tên các vật dụng trong toilet. À, cái đồ chùi toilet. Cái đồ chùi vô lỗ toilet á. Sử dụng lắm, nhớ nhắc là nhớ liền. Nước tẩy bồn cầu. Nước tẩy bồn cầu. À, xà bông rửa tay. Đúng rồi. Giấy vệ sinh. Bàn chải răng. Bàn chải răng. Bàn chải trà sàn. Khăn. Năm. Khăn. Năm. Dép. Bốn. Năm. Thảm. Năm. Bốn. Xà bông. Dao cà râu. Xà bông nãy rồi mà. Xà bông rồi, em xà bông rồi. Không phải là nước rửa tay. Dao cà râu. Dao cà râu. Năm. Dầu gội. Dầu gội. Sữa tắm. Sữa tắm. Dầu xả. Dầu xả. Máy rửa mặt. Đúng em rồi. Em có. Thì anh nói gì đâu. Dạ. Năm. Muối tắm. Muối tắm. Năm. Sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt. Bông tắm. Bông tắm. Bông tẩy trang. Bông tẩy trang. Nước tẩy trang. Năm. Bốn. Ba. Ê. Kem đánh răng. Kem đánh răng. Bài bài bài. No, 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 no. Quay hình lại. Không có. Đâu có. Chào chào. Chưa. Chị Ngọc nhắc là miếng gian trắng răng. Rồi thôi. Bây giờ cái gì cũng phải có bằng chứng. Xin hỏi camera là camera cận này có không ạ? Có. Tại sao không camera cứ ngay 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 ngoài vậy? Khoe mình, khoe mình. Vô. Rồi, như vậy là ở lượt này Song Luân được nhắc bởi Lan Ngọc nên đội mình bị thua ở câu hỏi đầu tiên. Thấy chưa? Anh nói em đúng không? Bất tài vô dụng. Phá đồng đội. Rồi. Chưa đâu, tôi ngồi tôi canh nữa. Bé này ngứa miệng dữ lắm. Ủa giờ là không được quay qua đây luôn phải không? Tự lực cánh sinh nè. Một, hai, vô. Đã dày rồi còn bung ra dày chi nữa. Liệt kê những nơi mà khi đến đó bạn có thể mua được đồ ăn. Siêu thị. Chợ. Năm, ơi. Bốn, ba, hai. Tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa. Năm, bốn, ba, hai. Hết. Quán mở. Công ty Nhi nè, khu vui chơi. Quán nào cũng vô mua được mà dạ. Nhà hàng, khách sạn. Nói nhà hàng, quán ăn. Quán mười khó. Quán mười khó. Như vậy là lượt này Luân thắng đang huề nhau. Nếu bây giờ Luân thắng nữa thì đợi mình huề chung cuộc trong cái trò chơi này. Còn mình thua là coi như mình thua ở cái lượt này. Cố gắng lên. Quán sushi. 1, 2, 3. Nãy giờ chị chưa ra cái này. Ra. Ủa? Mà cũng ra sao, thưa thiệt. Ra sao mà cũng thắng. Câu này nè là biết đi học hay không nè. Kể tên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Đại học Văn Lang. Đại học Hoa Sen. Đại học Mở. Đại học Kinh tế. Đại học Y Dược.
công nghệ thông tin. À, đại học 4, đại học 2, 1. Trời ơi Trường. Vô. Xã hội nha, trường sân khấu điện ảnh ngoài thương. Rối quá không. Rồi. Kịp ra đâu. Không bàn hưu tách y dược. Nói chung là ở cái lượt chơi này già thắng. Và tới thời điểm này đội mình đang thắng với tỷ số là 2-0. Ngựa non háo đá. Ngựa non háo đá. Ông này đặt nè. Ngựa non háo đá đã thua liên tục. Chúng ta còn một trò chơi nữa. Hy vọng mình kiếm một chút danh dự. Không cần tụi em làm gì còn nữa. Bây giờ kiếm danh dự thường là mình thua luôn cho nó có điểm nhấn. Chưa bao giờ ai tới đây, khách mời nào tới đây mà đúng thua vậy. Trắng như vậy hết. Đúng quý vị thân mến, ngay bây giờ là vòng chơi cuối cùng. Quý vị vỗ tay cho trò chơi hấp dẫn. Ngay sau đây chương trình 7 nụ cười show. Xin hãy chọn gặp đối kháng với nhau. Em ai cũng được. Em chọn anh Luật. Em không có quyền chọn tôi. Nhưng em thích chọn anh. Ủa đi, em chọn là anh phải qua theo em hả? Đúng vậy. Khách mời người ta tới đây người ta có quyền chọn trước. Đớm vậy. Mời khách mời. Dạ em ai cũng được hết. Không, đừng làm qua hậu thân thiện. Ai vậy? Ai cũng được hết, muốn chọn ai chọn. Không, ý là chị có kinh nghiệm, chị chơi với mấy anh chị. Tư vấn dạ, theo sự hỗ trợ góp sức tư vấn từ anh Tiến Luật thì đội bản thân em sẽ chọn chị Thúy Ngân ạ. Thúy Ngân, Duy Khánh. Ủa? Tiến Luật. Em được quyền từ chối chứ đúng không? Không. Rồi, ta khách mời. Sao tự ép vậy mọi người? Thì coi thường khách mời vậy. Thì bên đây chọn rồi, từ tới bên kia chọn. Chị Khánh ơi, em sai làm rồi. Sao em vậy chọn chị? Tại sao lý do? Ngọc chọn ai? Em phải chọn chị Ngọc. Em chọn anh Luật. Rồi, cặp còn lại là Chu Thi Vinh và Lâm Vy Dạ. Lên. Quả tôi xì đi ạ. 1, 2, 3. Tôi trả lời sao? Số kiếp đã đến. Nhận thôi. Liệt kê các câu ca dao thuật ngữ thành ngữ có 4 chữ. Bắt đầu. 4 chữ hả? Ở trên kia nó chuẩn bị rồi, nó nhấp cái bột rồi kìa. Đếm đi anh Giang. 4 5, chữ 4. Mình được nhắc không? 3. Người đem đi lúa. Lúa tốt gì phân? 5. Ủa? 4, 3, 2. Chuồng. Thì mưa. Thì mưa. Chơi tiêu chuồng gì mưa. Trời ơi, quýt làm cam chịu. Gần mình thì đen. Chôn thì mưa. Uống nước nhớ nguồn. Nhiều cơm gấp mắm. Nhiều lắm. Rồi, quá tôi xì. 1, 2, 3. Chết tôi rồi. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi là sao? Anh thi trước. Ok. Bớt mấy câu thành ngữ lại bạn ơi. Đồng ý. Kể tên những ca khúc về chủ đề đám cưới. Đám cưới trên đường quê. Yêu là cưới. Mình cưới nhau đi. 5 4 3. Cái gì đó? 2. Thiệp cưới trên bàn gì đó. Thiệp mời trên bàn gì. 3. Vợ người ta. Tôi thắng rồi. Tự nhiên anh cưới em. Thiệp mời trên bàn là cái gì vậy? Vợ người ta. Ngày xuân cưới đám cưới đầu xuân. Nói em hát thì em hát được. Chứ còn nói tựa thì đôi khi em quên. Lượt đầu tiên Tiến Luật thắng. Yeah. Mới có 2 câu mà. Chơi 3 câu thắng 2 câu rồi muốn gì nữa. Hôm nay sao thì Ngọc? Con lửa mà sao chơi với Luật kỳ vậy? Bé đó gặp tôi, con bé đó dưới màu. Bé đó dưới màu. Trời ơi. Em nhường anh thôi, em thấy tội nghiệp anh nãy em đánh anh dữ quá. Đây. Quán tôi xì. 3 2 1. Em trả lời sao? Rồi. Kể tên các loại bánh Việt Nam mà trong tên có dấu huyền. Bánh bò. Đúng. Bánh xèo. Bánh bánh. 5. Bánh tằm. Hả? Bánh tằm. Bánh mì. Bánh bèo. Ủa em nói bánh bèo rồi mà. Em nói bánh xèo. 5 4. Bánh giày.
Bánh gì? Yeah. Bánh giò. Đúng. 5 4 Ai ông nào nhắc bánh cam 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 vậy? 3 2 Ồ bánh không? Bánh đậu. 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 Bánh đậu nành. Mời quả tù xì cho lượt tiếp theo. 1 2 3 Quyết định. Trả lời sao? Trả lời sao? Trả lời sao mà sao ăn bột dữ vậy em? Mình còn đường gỡ. Kể tên các môn thể thao có bóng. Có bóng mới chơi được. Có bóng mới chơi được hả anh? Bóng đá. Bóng chuyền. Bóng bóng ném. Bóng rổ. Bóng môn thể thao quần vợt. Tennis á. Tennis á. Quần vợt là tennis. Tennis rồi bóng là cái gì ở dưới nước á? Bóng bóng gì? Bóng chuyền ở dưới nước á. Đúng rồi đó. Chữ đó thôi. Không có bộ bóng chuyền dưới nước. Ghép hai chữ lại là xong rồi đó. Ghép hai chữ. Trời ơi, nhắc bộ liễu. 4 Ghép hai chữ. 3 Bóng chuyền. 2 Bóng nước. 1 Bóng nước. Ủa? Bóng, cái bóng chuyền dưới nước đó. Bóng nước. Bóng nước. Nước. Bóng nước. Bóng nước. Bóng nước. Rồi, chị Khánh thắng luôn rồi. Chơi, chơi, chơi gì nữa. Thắng rồi hả? Ừ. Thì em đâu cùng chơi. Phải chơi. Phải chơi. Mời lượt tiếp theo. 3, 2, 1 Sao ra sao nữa chán ghê. Và quyết định. Sao? Sao? Ra mà cũng ra sao. Vâng, vâng, vâng. Kể tên các loài cá mà trong tên của nó có chứa một động từ. 5 Trời ơi. 4 Cái câu này dạ không chết à. Chị giả dễ mà chị hết nhé. Thôi cho ảnh thắng cái cho danh dự đi. 1 Ai biết? Cá đuối. Cá lăng. Cá lăng nè. Cá tra. Cá tra nè. Tra. Tra khảo anh. Okay. Tra đồ đó. Ồ hên quá nè. Không hỏi tôi con này. Hỏi con này tôi ăn chắc luôn rồi đó. Kể tới quả tôi xì. 1, 2, 3 Thế à? Sao? Như cũ anh. Cái này thì tôi phục. Kể tên các loại quả phải chín mới ăn được. Phải chín mới ăn sầu riêng à. Quả mít à. Mít non nha. Mít non chấm muối ớt à là. Quả quả cóc à. Quả cóc à. Bạn cóc này. Quả dừa. Cóc xanh ăn được. 1 Quả dừa. Dừa non sao ăn? Bậy ơi. Đúng rồi, trái dừa nó phải có cơm. Nhưng mà không thể gọi là chín được. Gọi là dừa non, nhưng mà cái dừa nhỏ thì không ăn được. Quả tù xì. 2, 3 Mời. Liệt kê bằng tiếng Anh. Cái gì? Cái gì? No. I don't know. Liệt kê bằng tiếng Anh các loại trái cây. Orange. Ủa anh nói chứ mà. Orange. Banana. Coconut. Strawberry. 5 4 Mango. Mango. Phúc ở gì kia? Perry ta. Cái gì? 5 Việt Quốc là cái gì? 4 Cherry. Blackberry. Đúng rồi. 5 4 Trái Việt Nam đâu? 3 Trái Việt Nam là trái gì? Trái ổi đâu? Trời. Trái mít đâu? Trời. Sầu riêng đâu? Sầu riêng tiếng Anh. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Yeah. Apple. Cái này tôi không có học sao tôi biết. Trời ơi, trái kiwi á chị dạ. Như vậy là ở lượt này ai thắng ạ? Tất nhiên là em rồi. Dù em có thắng thì đội em vẫn thua. Thua, thua. Không sao. Như vậy là chung cuộc đến thời điểm này, buổi tối ngày hôm nay, đội chiến thắng là đội của Duy Khánh, Tiến Luật và Lâm Vĩ Dạ. Yeah.